Và bây giờ chúng ta sẽ đến với thí sinh tiếp theo, mã số 03, chú Bùi Trần Quyền, 67 tuổi, đến từ Hà Nội. Của tôi dòng sông ngày ấy, bạn bè tôi gục ngã dưới chân cầu, tuổi 20 chưa một lần hò hẹn, tuổi 20 chưa một vòng tay yêu thương, chỉ có nỗi nhớ quê hương xanh màu linh và giấc mơ một lần về trên con đường nhỏ để nghe tiếng mẹ ru sao động chưa hè. Ôi giấc thưa quý vị, ca khúc Kỷ niệm của tôi, một sáng tác của nhạc sĩ Phú Quang qua phần thể hiện của thí sinh Bùi Trần Quyền đến từ Hà Nội.
Và thưa quý vị, người ta nói rằng là khi một thí sinh quyết định chọn một ca khúc của một thành viên trong ban giám khảo thì đó là một quyết định hết sức là dũng cảm, bởi vì hoặc là sẽ được rất khen, hoặc là ngược lại. Bây giờ thì chúng ta rất là muốn là tác giả sẽ có đôi lời nhận xét xem đó là sẽ ngã theo hướng nào ạ. Như chị Quỳnh Hương nói là chọn một tác giả ngồi đây là dũng cảm rồi, nhưng mà anh thí sinh Trần Quyền này thì nếu mà không biết là anh có biết không, nhưng mà anh nếu anh biết cái chuyện đó thì anh hai lần dũng cảm. Tại vì cái bài này lần đầu tiên khi mà ra mắt cái bài này ấy, thì có nhiều người người ta bảo tại sao lại như thế. Người ta nói về những chiến công là phải là những vinh quang, những này khác, thì tại sao lại nói về cái mất mát này. Nhưng mà người ta quên mất một điều là để có cái cuộc chiến thắng hôm nay ấy, là có bao nhiêu người lính đã ngã xuống rồi. Và có những người lính thì còn chưa được tìm thấy tên cơ. Thế thành ra là những cô còn chưa tìm thấy mộ đó, thì tôi viết là cái về cái sự hy sinh thẳm sâu, cái đó mới là vĩ đại nhất. Để có một ngày hôm nay thì phải có bao nhiêu người ngã xuống như thế. Và tôi viết là từ cái xuất phát của tôi. Tôi có một người cháu mà đến bây giờ tôi tìm mà vẫn chưa thấy ngôi mộ đâu cả. Mà cháu là con một ông anh cùng bố khác mẹ với tôi, cho nên hai người bằng tuổi nhau và học cùng lớp. Mà tôi đã đi Quảng Trị 5 lần này. Nhưng mà khi tôi hát bài này ở Quảng Trị thì hoặc là hát ở ngã ba Đồng Lộc ấy, thì khán giả rất là xúc động. Và tôi cũng thấy rằng là thôi thế thì mình cũng là nói được một cái điều gì đấy. Bởi cái dân tộc này nó vĩ đại, là những người chiến thắng trở về, nhưng mà còn có cả những người không bao giờ trở về nữa. Đấy mới là cái đóng góp ghê gớm nhất. Và tôi thì tôi viết là hoàn toàn là đấy. Thì lúc đầu tiên có người ta cũng ngại lắm. Ngay đây có anh Trần Long Ẩn lúc đó, ở hội nhạc sĩ cái bài này khi mà thi thì các anh ấy cũng có khen, nhưng mà anh bảo nhưng mà nói như thế này là gay quá, nhạy cảm quá, thì anh cho giải ba thôi. Thế mà để cho an toàn cho cả các anh mà an toàn cả cho tôi nữa. Thế tôi cũng rất cảm ơn các anh là cũng lo cho tôi, nhưng mà không có gì an toàn cả. Nếu các anh chị hiểu rằng là cái cuộc thắng lợi này mà không có những sự hy sinh đó thì không bao giờ có cái thắng lợi này cả. Nếu hiểu thế thì sẽ thấy rằng bài này là thực ra là anh Trần Quyền là hơi liều, nhưng mà là cái liều đúng. Thì thành ra là tôi thấy rằng là bài này là bài khó, tại vì tôi viết thì thường thường là tôi viết hết cái giọng người. Thành ra với bài hát của tôi thường là hát khó, thì hôm nay thì tôi đánh giá là anh quyết hát như thế, tức là tôi thấy là thứ nhất là trước hết là tôi cho điểm về dũng cảm, cái thứ hai là dũng cảm nhưng mà đúng. Thành ra là dũng cảm mà đúng ạ. Xin được cảm ơn nhạc sĩ Phú Quang. Vâng, và hãy ủng hộ cho sự dũng cảm của thí sinh Bùi Trần Quyền bằng cách nhắn mã số 03 đến tổng đài 8534.